Bạn có sợ mất một người bạn không? Nếu có, bạn có thể dừng video này lại. Đây là bài kiểm tra xem họ thật sự nghĩ gì về bạn mà họ không hề hay biết. Có thể nhắn tin hoặc hỏi trực tiếp. Nếu được chọn một màu sơn để sơn lên người mình, thì bạn nghĩ mình nên chọn màu gì? Họ nghĩ màu vàng sẽ hợp với bạn. Họ rất tin bạn đấy. Màu đỏ, bạn này đang xếp bạn lên trên vì bạn giỏi hơn bạn ấy. Màu xanh dương, họ thấy bạn hồn nhiên và khá dễ mến. Nếu là màu hồng, bạn ấy yêu tính cách của bạn nhưng sẽ không tìm đến khi gặp khó khăn. Màu tím, việc quan trọng người này sẽ thường hỏi bạn. Là màu đen, bạn có một vị trí đặc biệt trong họ, đặc biệt đáng kính hoặc đặc biệt đáng ghét. Xanh lá, họ thấy bạn cẩu thả và chưa chín chắn. Màu trắng, bạn không đáng tin cậy và hơi tẻ nhạt. Ok, bạn hãy thử xem bạn ấy sẽ chọn cho bạn màu gì. Good luck.